hôm nay thì anh trần minh dự với biệt tài có thể nói gọi là thánh chửi đã được rất là nhiều người yêu mến rồi thì ngày hôm nay anh ta sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện như thế nào đầu tiên chắc hẳn là về cái danh xưng thánh chửi đi không biết là cái tên gọi này nó bắt nguồn từ khi nào ha à, nó về biệt danh thánh chửi thì à, nó có từ lúc mà nghe cái tập phát sóng đầu tiên ở cái vòng lập đội à, trong chương trình đấu trường tú lâm thì ngay mà cái đêm phát sóng đầu tiên ở tập 1 thì khán giả và báo chí mọi người đã đặt biệt danh thánh chửi cho dự tức là cách đây cũng khoảng 2 năm phải không ta à, gần 3 năm ấy. gần 3 năm à. rồi và ngay từ lần xuất hiện đầu tiên thì anh chàng ta đã được gắn với cái việc danh là thánh chửi vậy thì chắc là bây giờ à, dự có nhớ lần đó mình đã chửi những cái gì cái đoạn chửi nó như thế nào bây giờ hãy thể hiện lại cho quý vị khán giả gợi nhớ lại cái lần đó được không nào à cái đoạn chửi kỳ đó là cũng dài lắm tại vì ba ừ. năm rồi chưa có chửi lại ừ. tại vì tham gia mỗi chương trình là uh, chương trình bắt là chửi khác nhau rất là nhiều <laughs> câu để lục lại coi đúng rồi bây giờ mình nhớ cái gì thì mình chửi lại cái đó thôi à à cái lúc đó cái câu thoại là như vậy um ông có biết ông già lắm không già mà già nát giáo dục già nhục giáo khoa già sida giáo hội và lầy lội giáo trình già thiếu ảnh giáo sứ già động ứ một quốc gia mà cái độ sốc muốn xấu kỳ cục lắm xấu tự trong cái thời trứng nước xấu ra xấu từ buổi sơ khai non nước xấu từ mầm non xấu sang trung cấp xấu sập đất bể bờ xấu nát nhà thờ xấu dơ bệnh viện xấu niễn bitcoin, 6 xấu solo không đối thủ là ông đó đó mà cái độ xấu này nghe xấu âm trì địa ngục cỡ này nghe ra đường anh trời không đánh thánh cũng đâm mươi lăm răm chết đuối đó, wow, wow. Vậy. nó còn một có đoạn sau nữa mà chỉ ừ. nhớ được có đoạn đầu thôi vậy như vậy cũng là rất là xuất sắc rồi bởi vì 3 năm rồi nhưng mà những cái câu chửi với rất là nhiều vần điệu như vậy là hoàn toàn là do dự tự ừ. nghĩ ra và tự soạn nên đúng không? Dạ, do em nghĩ ra ừ. rồi mình nằm ở nhà hay là trước lúc mình thi á thì mình nhà mình lẩm nhẩm ở trong đầu rồi mình là đọc đi đọc lại mình soạn vần soạn cái hình ảnh trong đó rồi mình nhẩm đi nhẩm lại mấy lần cái mình thuộc thôi nhưng mà trước đây à, tức là có khi nào mình chửi trong cuộc sống mình chửi ai hay là mình giận bạn bè hay mình chọc như vậy chưa để mà khi mà đến đấu trường Tiểu Lâm thì mình đã đem cái điều đó ra để mình uh, thể hiện trên sân khấu. Ờ không có đâu. Ừ. Nếu mà ai mà hay đi chơi chơi thân với dự ngoài đời hay là bạn bè thân á thì sẽ thấy dự ít khi nào mà chửi mấy câu ý lắm hoặc thậm chí là không có luôn. Um, cái đó cũng là có sự ngẫu nhiên khi tham gia đấu, đấu trường Tiểu Lâm là tại vì lúc đó dự cũng đang học ngành văn học hình như là năm 2 thì cái lúc mà mình tập bài xong hết trơn rồi mình chỉ có khoảng chừng 4 phút để thể hiện cái bài thi của mình thôi thì lúc đó chợt nghĩ ra ờ học văn là kiếm câu thoại nào nó nghiêng về ngôn ngữ chút xíu thì mình cứ ghép từ cho vần điệu thành câu chửi dài vậy thôi mình cũng không nghĩ là nó sẽ gây hot đâu mà chỉ muốn là đưa vô cho nó có hơi hướng văn học một sinh viên văn học đi thi hài thôi thì à. cũng không có ngờ là khi mà phát ra thì nó gây hiệu ứng cho khán giả tới như vậy